Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin ngày 11 tháng 10 có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. World Bank dự báo về những triển vọng tích cực của nền kinh tế Việt Nam từ nay đến năm 2020. Trước những khó khăn trong xuất khẩu nông sản thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tái cơ cấu để phát triển nông nghiệp bền vững. Các nước ASEAN đưa ra những cam kết mạnh mẽ hạn chế khói mù xuyên biên giới tại Đông Nam Á. Sau đây là những thông tin chi tiết. Thưa quý vị, Việt Nam tăng trưởng 6,6% năm nay với triển vọng tích cực trong trung hạn. Đây là dự báo của Ngân hàng Thế giới World Bank trong báo cáo cập nhật kinh tế Đông Á-Thái Bình Dương vừa công bố vào ngày 10 tháng 10 tại Hà Nội. Cũng theo World Bank, năm sau, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được dự báo sẽ đạt 6,5%, giảm một chút tăng trưởng xuất khẩu chậm lại và sản xuất nông nghiệp yếu hơn. Tuy nhiên, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực được giữ nguyên dự báo cho hai năm 2019 và 2020. Hai động lực tăng trưởng chính là tiêu dùng nội địa và tính cạnh tranh trên toàn cầu. Lạm phát của Việt Nam năm nay được dự báo 3%, thấp hơn mục tiêu 4% của chính phủ. Bộ chi ngân sách được dự báo tiếp tục giảm 2 năm tới nhờ nỗ lực củng cố tài khoá. Dù vậy, Việt Nam vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi thay đổi kinh tế toàn cầu do chính sách mở cửa thương mại. Cũng trong ngày 10 tháng 10 tại Hà Nội, hơn 100 nhà đầu tư đại diện cho các quỹ đầu tư gián tiếp nước ngoài đã tham dự hội nghị đầu tư tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam do Tập đoàn Quản lý Tài sản và Đầu tư Vina Capital tổ chức. Tại cuộc họp báo, đại diện ban tổ chức cho biết, nếu như những hội nghị được tổ chức trước đây tại thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn nhà đầu tư gián tiếp nước ngoài quan tâm đến từ châu Âu, thì hội nghị được tổ chức ở Hà Nội lần này đã có sự hiện diện nhiều hơn của các nhà đầu tư châu Á, đặc biệt là từ Hàn Quốc và Hồng Kông, Trung Quốc. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao đạt 7% và mức tăng 10 bậc điểm năng lực cạnh tranh toàn cầu đã khiến cho các quỹ đầu tư quan tâm nhiều đến các lĩnh vực như công nghệ, năng lượng sạch, khách sạn và bất động sản tại Việt Nam. Hiện dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam chủ yếu qua hình thức đầu tư chứng khoán, mua lại cổ phần của các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, mua trái phiếu các loại và góp vốn vào các doanh nghiệp tư nhân. Vina Capital hiện là tập đoàn quản lý quỹ đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng giá trị tài sản đạt trên 3,3 tỷ đô la Mỹ. Sau hội nghị lần này, Vina Capital kỳ vọng chỉ riêng việc đầu tư vào các doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam cũng có thể lên tới trên 20 thương vụ với giá trị trên 620 triệu đô la Mỹ từ các quỹ và nhà đầu tư gián tiếp nước ngoài. Dịch tả lợn châu Phi, hạn hán, xâm ngập mặn, mưa lũ thường xuyên xảy ra là những khó khăn mà nông nghiệp Việt Nam đã phải đối mặt từ đầu năm tới nay. Bên cạnh đó, hàng loạt ngành hàng được coi là xuất khẩu chủ lực của Việt Nam giảm giá liên tục như hồ tiêu, cà phê, cao su, gạo, tôm, cá tra. Mục tiêu xuất khẩu năm 2019 đạt 43 tỷ đô la Mỹ thực sự đang trở nên khó khăn với ngành nông nghiệp. Thiệt hại lớn nhất của ngành nông nghiệp 9 tháng đầu năm nay do dịch tả lợn châu Phi gây ra. Cả nước đã phải tiêu hủy hơn 5 triệu con lợn, tương đương với gần 1/5 tổng đàn. Giá trị sản xuất của lĩnh vực chăn nuôi giảm mạnh so với cùng thời điểm này năm ngoái. Cùng lúc giá trị xuất khẩu nhiều ngành hàng chủ lực lại giảm mạnh. Giá trị xuất khẩu ngành hàng thủy sản giảm 2%, cà phê giảm 21%, gạo giảm 9,8%, hạt điều giảm 5,4% do các thị trường truyền thống thay đổi về chính sách nhập khẩu, một phần do áp lực cạnh tranh và sự gia tăng các rào cản thương mại. Những khó khăn này được dự báo sẽ tiếp tục gây áp lực lên các ngành hàng nông nghiệp xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Nhiều khó khăn là như vậy, nhưng ở góc độ tích cực hơn thì so với cùng thời điểm này năm ngoái, xuất khẩu nông lâm thủy sản cả nước vẫn đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,7%. Sau bài học về hồ tiêu, cà phê giảm giá sâu do cung vượt cầu, hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành mục tiêu 43 tỷ đô la Mỹ dựa trên những ngành hàng chủ lực phát triển bền vững còn nhiều tiềm năng, đồng thời tái cơ cấu một số ngành hàng để phù hợp với thực tế và nhu cầu thị trường. 9 tháng qua, tăng trưởng của ngành nông nghiệp chủ yếu đạt được từ tăng giá trị xuất khẩu lâm sản. Ngành hàng này tăng giá trị xuất khẩu tới 18%, tương đương với gần 8 tỷ đô la Mỹ. Vai trò của ngành gỗ đối với lại trong ngành nông nghiệp nó góp phần quan trọng để phát triển cái tăng trưởng sản xuất trong nước cũng như là xuất khẩu ra nước ngoài. Và năm nay mình sẽ đạt 11 tỷ. Tôi chưa nói đến cái tiêu thụ trong nước.
trong nước cũng là 3 tỷ. Đại diện Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nhận định, dư địa của ngành hàng này còn rất lớn và đây là cơ hội cho Việt Nam. Thị trường tiêu thụ đồ gỗ của thế giới rất là rộng. Tôi xin nói một cái con số để thế là một năm thế giới họ tiêu thụ cỡ khoảng 430 tỷ USD về ngành gỗ. Trong đó cái gỗ nội thất này, bàn ghế giường tủ này là 230 tỷ. Và chúng ta xuất khẩu được khoảng 11 tỷ, chưa thấm vào đâu cả. Trong bối cảnh giá trị xuất khẩu của các ngành hàng chủ lực như hồ tiêu, cà phê, gạo giảm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với chuỗi sản xuất để ổn định đầu ra đã được người dân thực hiện bước đầu đã có hiệu quả. Sản xuất theo chuỗi, gắn sản xuất với thị trường được coi là giải pháp bền vững, giảm thiểu rủi ro cho người làm nông nghiệp. Từ nay đến cuối năm thì phải luôn luôn đề phòng cái thiên tai, tập trung dư địa ở những ngành hàng đang tăng trưởng tốt. Thí dụ lâm nghiệp tăng trưởng tốt, thủy sản tăng trưởng tốt, cả nuôi, cả khai thác, cả chế biến, đúng không ạ? Thế rồi là một số những cái cây công nghiệp đang tốt thì chúng ta phải tập trung vào những ngành hàng có lợi thế, có dư địa tiếp tục, kể cả về dư địa thị trường, về dư địa sản xuất chúng ta phải tăng. Đấy, một cái điểm thứ ba nữa là phải tiếp tục tập trung cho cái công tác tái cấu các mũi hàng của ngành tổng thể để đảm bảo cho cái tăng trưởng năm nay cũng như là tiền đề cho những năm tới. 3 tháng nữa là hết năm 2019. Mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản mà ngành nông nghiệp đặt ra từ đầu năm là 43 tỷ đô la Mỹ. Sẽ cần rất nhiều nỗ lực để hoàn thành mục tiêu này khi mà những khó khăn khách quan và cả chủ quan đang gây áp lực rất lớn đối với một lĩnh vực nhiều rủi ro như sản xuất nông nghiệp. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc vừa đưa ra khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam nên thận trọng, không giao dịch với một số công ty tại nước này. Các công ty này có biểu hiện không trung thực trong giao dịch nhập khẩu, đưa ra nhiều yêu sách đối với bên xuất khẩu, hòng ép giá và tìm mọi cách trốn tránh trách nhiệm thanh toán theo hợp đồng đã ký kết. Doanh nghiệp Việt Nam nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tiến hành giao dịch, tránh những thiệt hại không đáng có. Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, thì trong 9 tháng đầu năm nay, Nhật Bản là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với hơn 53.600 lao động. Hộ lý, lưu trú khách sạn, thông tin điện tử, hàng không phục vụ mặt đất, xây dựng, đóng tàu, nông nghiệp là những ngành nghề mà Nhật Bản đang có nhu cầu tuyển dụng rất lớn. Tuy nhiên, để đáp ứng được những điều kiện khắt khe của thị trường lao động Nhật Bản, đòi hỏi các doanh nghiệp lao động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động phải kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Nhật với người lao động ngay từ trước khi đào tạo để tránh rủi ro khi làm việc tại nước ngoài. Một buổi đào tạo điều dưỡng viên tại trường cao đẳng Đại Việt, tỉnh Bắc Ninh. Mọi hoạt động đều được chuyên gia Nhật Bản giám sát. Với chi phí khoảng 3.600 đô la Mỹ, tương đương hơn 80 triệu đồng cho một năm đào tạo. Trước khi nộp hồ sơ, học viên đã biết địa điểm làm việc và được cam kết thu nhập khoảng 30 triệu đồng một tháng tại Nhật Bản. Vừa học tiếng thì vừa được học cả chuyên ngành luôn. Để sau này sang đó mình có thể quen được công việc bên đấy ạ. Khi mà sang Nhật về thì mình có thể là trở thành giáo viên dạy tiếng Nhật về chuyên ngành điều dưỡng này. Sau các cái chuyên môn, các kỳ thực hành thì là sẽ có bài kiểm tra và các bạn phải đạt điểm là tốt ở trong bài kiểm tra đấy, cũng như các cái ví dụ ở trong thực tế là các bạn có thể là làm được một cách là thành thạo. Y tế, xây dựng, điện tử, cơ khí chế tạo và thực phẩm là những lĩnh vực đang có nhu cầu lao động lớn tại Nhật Bản. Tuy nhiên, để đáp ứng được những điều kiện của thị trường khó tính này, người lao động không chỉ cần có tay nghề mà đòi hỏi phải có một trình độ hiểu biết nhất định cả về luật pháp. Hiện nay Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực rất lớn và chúng tôi để đáp ứng thì ngoài dạy tiếng Nhật, kỹ năng thì còn dạy văn hóa, nhận thức pháp luật để cung cấp nguồn nhân lực tốt hơn nữa. Mỗi năm, doanh nghiệp này cung ứng khoảng 1.000 lao động đã qua đào tạo cho thị trường Nhật Bản. Doanh nghiệp sẽ đóng góp vai trò kết nối đơn vị đào tạo và doanh nghiệp sử dụng lao động, đồng thời phải đồng hành cùng người lao động trong suốt quá trình làm việc để giải quyết những rủi ro có thể xảy ra khi công việc thực tế không như cam kết ban đầu. Có trách nhiệm quản lý hỗ trợ người lao động cho đến khi hoàn thành trở về nước. Có nghĩa là một người lao động bình thường chúng tôi là 3 năm thì chỉ trừ khi lao động trở về nước thì chúng tôi mới hoàn thành trách nhiệm. Việc mà thực hiện là đảm bảo các quyền lợi cho người lao động cũng chính là cái uy tín của doanh nghiệp đó. Luật mới của Nhật Bản cho phép tiếp nhận ít nhất 345.000 nhân công nước ngoài thuộc 14 lĩnh vực nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động đang ở mức báo động. Đây sẽ là cơ hội lớn cho nhiều lao động muốn đi làm việc tại nước này. Cơ hội làm việc không chỉ dừng lại ở 3 năm, mà còn có thể kéo dài đến 5 năm, phụ thuộc vào trình độ của chính người lao động.
Sau đây là những thông tin nổi bật trên các trang báo trong nước và quốc tế 24 giờ qua. Việt Nam đang trở thành ngôi sao sáng trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Đông Nam Á. Đây là nhận định được ông Sam Chong-Wi, Tổng Giám đốc Quản lý và Tư vấn Đầu tư nước ngoài thuộc ngân hàng UOB đưa ra trong bài phân tích của mình về tình hình kinh tế khu vực. Ông Sam Chong-Wi chỉ ra rằng lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chảy vào Việt Nam không ngừng gia tăng trong những năm gần đây. Năm ngoái, Việt Nam đã thu hút tới 16 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Cũng theo ông Sam Chong-Wi, tăng trưởng kinh tế nhất là công nghiệp sẽ giúp Việt Nam luôn là đối tác và là thị trường quan trọng tại khu vực Đông Nam Á trong thời gian tới. Báo Vietjo của Nhật Bản đưa tin tỉnh Bình Dương đang dự kiến xây dựng một khu liên hợp trung tâm thương mại thế giới tại thành phố mới Bình Dương. Khu liên hợp này sẽ bao gồm các tòa nhà văn phòng, các khu triển lãm, khách sạn, trung tâm thương mại và ga tàu nối khu liên hợp này với tuyến đường sắt của thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ ở Bình Dương. Theo báo điện tử giáo dục tiếng Trung Asian News, Google, tập đoàn Temasek và công ty tư vấn quản lý toàn cầu Bain & Company đã công bố báo cáo mới nhất về nền kinh tế số Đông Nam Á năm 2019, trong đó đánh giá kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam phát triển nhanh thứ hai ở Đông Nam Á. Theo báo cáo của nền kinh tế Internet của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng hàng năm là 38% kể từ năm 2015, dự kiến sẽ đạt 12 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019 và 43 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Báo cáo cũng đánh giá 6 thị trường lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Trang VOV tiếng Nhật đưa tin Việt Nam là một trong những thành phố đáng sống của người nước ngoài theo kết quả khảo sát của Expat Insider, một trong những khảo sát phân tích sâu nhất về đời sống của những người ngoại quốc sống trên khắp toàn cầu do tổ chức Internation tiến hành. Theo khảo sát này, Việt Nam còn là quốc gia tốt nhất thế giới xếp theo hạng mục chỉ số cuộc sống và tài chính cá nhân. Trong phần tiếp theo của bản tin, Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển. Những góc nhìn mới mẻ nhưng vẫn đầy cảm xúc về Hà Nội qua góc nhìn của các nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước. Sau gần 3 tháng phát động và triển khai chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo triển khai các đơn vị chủ động đến các địa phương có tàu thuyền khai thác hải sản để hỗ trợ giúp đỡ bà con ngư dân giảm thiểu các rủi ro do thiên tai cũng như mất an ninh. Từ đó ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Từ tháng 7 đến nay, quân chủng đã huy động hơn 52 lượt tàu và máy bay, hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ cứu nạn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Lực lượng hải quân đã thường xuyên tuyên truyền với bà con ngư dân chấp hành các quy định của nhà nước khi đánh bắt trên biển, đồng thời tổ chức nhiều lượt giải cứu tàu cá của ta bị tàu chấp pháp của các nước xua đuổi và bắt giữ trái phép, tạo sự yên tâm phấn khởi cho tàu thuyền bà con ngư dân khai thác hải sản xa bờ. Cán bộ chiến sĩ hải quân, kiểm ngư, cảnh sát biển, biên phòng luôn luôn là mong muốn bà con là vươn khơi bám biển, đi biển và làm giàu cho đất nước. Và hải quân, cảnh sát biển, biên phòng, rồi kiểm ngư là luôn luôn đồng hành với bà con vươn khơi bám biển. Các đơn vị hải quân cũng kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe cho các tàu ngư dân bị tai nạn, gặp rủi ro do thiên tai, cứu giúp kịp thời hàng trăm ngư dân gặp nạn trên biển và đưa hàng chục tàu cá gặp nạn về đất liền an toàn. Hôm nay thì gia đình tôi nó bị lũ, mà được các chiến sĩ cán bộ trong vùng 5 hải quân cứu trợ cho tôi tới nơi an toàn, thì tôi rất mang ơn. Thời gian tới, quân chủng hải quân tiếp tục tăng cường tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển xa, vùng biển trọng điểm để kịp thời bảo vệ và hỗ trợ bà con ngư dân khai thác hải sản phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Sáng ngày 10 tháng 10, thành phố Hà Nội đã tổ chức thông xe tuyến đường Vành Đai 3 bên dưới, đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối giao thông từ nội thành Hà Nội đi sân bay quốc tế Nội Bài và liên kết các khu công nghiệp lớn của Hà Nội, kết nối các tỉnh phía Bắc và Đông Bắc. Tới dự có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Dự án do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, có chiều dài 5,5 km, mặt cắt ngang được mở rộng từ 56m lên 93m, mỗi bên 6 làn xe cơ giới.
Quá trình thi công trong gần 3 năm qua gặp rất nhiều khó khăn do phải giải phóng mặt bằng khối lượng rất lớn với hàng nghìn hộ dân, phải di chuyển nhiều công trình ngầm và nổi, hàng nghìn cây xanh. Bên cạnh đó là phải vừa thi công, vừa phải đảm bảo an toàn giao thông đi lại cho rất đông người và xe trên tuyến đường huyết mạch này. Việc hoàn thành dự án có ý nghĩa quan trọng cho giao thông thủ đô, trước mắt là giải quyết được tình trạng ùn tắc trên đường Phạm Văn Đồng hiện nay, cũng như tạo được mặt bằng để đầu tư tuyến cầu cạn trên cao từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long. Dự án giúp đẩy nhanh tiến độ khép kín các đường vành đai trên địa bàn Hà Nội. Tại Đông Nam Á, các đám cháy rừng đang khiến tình trạng ô nhiễm không khí tại nhiều quốc gia ở mức đáng báo động. Tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường các nước ASEAN lần thứ 15 và Hội nghị các bên tham gia Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới đang diễn ra tại thành phố Siem Reap, Campuchia, các nước ASEAN đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ về việc hạn chế tình trạng khói mù xuyên biên giới nhằm phấn đấu vì một ASEAN không có khói mù. Tại hội nghị, chủ đề ASEAN hợp tác chống ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới đã trở thành tâm điểm của hầu hết các phiên thảo luận. Nhiều chuyên gia cho rằng ô nhiễm khói mù là tác nhân gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đời sống, kinh tế của hàng triệu người dân trong khu vực. Một số khác cho rằng nguyên nhân chính gây ra tình trạng ô nhiễm khói mù xuyên biên giới là việc cháy rừng và cháy đất than bùn tại một số nước thành viên ASEAN gần đây. Do tính không biên giới của các tác động này với môi trường, việc giải quyết ô nhiễm khói mù là nhiệm vụ chung của toàn khối ASEAN. Thời gian gần đây xảy ra việc cháy rừng tại Indonesia đã gây ảnh hưởng đến các nước láng giềng như Malaysia, Singapore, Việt Nam và Thái Lan. Đây là vấn đề được các đại biểu rất quan tâm. Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Khí tượng chuyên ngành ASEAN ASMC, Việt Nam là một trong các quốc gia có điểm cháy thấp nhất khu vực. Tại hội nghị, Việt Nam đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong việc phòng chống cháy rừng. Việt Nam cũng có các cái giải pháp cụ thể, cũng đóng góp những cái ý kiến của mình vào cái hội thảo để cho làm tốt cái công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Để giải quyết vấn đề khói mù xuyên biên giới, các quốc gia ASEAN đã tập trung thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng này. Việc thành lập thêm trung tâm cảnh báo về ô nhiễm khói mù cũng là một trong các giải pháp được các nước đưa ra bàn thảo. Nhiều nước ASEAN đã đồng ý về việc thành lập một trung tâm điều phối kiểm soát về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới tại Indonesia. Điều này sẽ giúp các nước ASEAN dễ dàng phối hợp với nhau. Một số giải pháp khác cũng được các quốc gia thành viên ASEAN cam kết triển khai thực hiện như tăng cường giám sát, theo dõi và đẩy mạnh việc phòng ngừa khói mù xuyên biên giới, giáo dục ý thức cho người dân về các vấn đề môi trường, việc chăm sóc, bảo vệ và chống cháy rừng, đồng thời nâng cao năng lực, trách nhiệm của các lực lượng chức năng trong việc bảo vệ các khu rừng ASEAN nhằm tạo thành lá phổi xanh cho khu vực, trong đó bao gồm việc đưa các khu rừng này trở thành khu vườn di sản ASEAN. Sáng ngày 10 tháng 10 tại Thư viện Quốc gia Hà Nội, tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến giai đoạn 2 đã chính thức ra mắt. Tiếp nối thành công của giai đoạn 1, 7 năm triển khai tủ sách của giai đoạn 2 đã bổ sung hệ thống hóa mọi mặt của Thăng Long Hà Nội bằng hàng chục nghìn trang tư liệu đồ sộ, hàng chục đầu sách phổ thông đặc sắc phục vụ bạn đọc và đặc biệt đã số hóa trên 200.000 trang sách về tiến trình 1.000 năm lịch sử Thăng Long Hà Nội để phục vụ tra cứu. Triển khai từ năm 2013, giai đoạn 2 của tủ sách Thăng Long Hà Nội đã sưu tầm được trên 9.000 trang tư liệu nước ngoài quý hiếm về Thăng Long Hà Nội, biên soạn xuất bản thêm 40 đầu sách với 74 tập thuộc tất cả các lĩnh vực địa lý, kinh tế, lịch sử, văn hóa xã hội, văn học nghệ thuật, 20 đầu sách phổ thông phục vụ mọi đối tượng bạn đọc. Toàn bộ tủ sách đã được số hóa xong giai đoạn 1 và đang số hóa giai đoạn 2. Nhà xuất bản Hà Nội đã in ấn hoàn thiện 70 đầu sách các loại, những cuốn còn lại sẽ xuất bản và ra mắt bạn đọc trong năm 2019. Và nhân dịp 20 năm Hà Nội được vinh danh là thành phố vì hòa bình, cuộc thi ảnh quốc tế Tự hào Hà Nội sau 9 tháng phát động đã trao giải vào tối ngày 10 tháng 10. Những góc nhìn mới mẻ nhưng vẫn đầy cảm xúc của các nhiếp ảnh gia ở cả trong và ngoài nước. Họ đã khắc họa một Hà Nội vừa cổ kính, vừa hiện đại năng động mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa, thể hiện sâu sắc tình yêu và niềm tự hào về thủ đô ngàn năm văn hiến. Một bài học lịch sử thật giản dị. Khoảnh khắc yên bình khi một người cha kể cho con mình nghe về Hà Nội trong những năm tháng chiến tranh. Điều đặc biệt, người cha ấy là một người nước ngoài. Tác giả Đoàn Thu Trang có lý khi chọn khoảnh khắc đó để thể hiện chủ đề tự hào Hà Nội.
2.659 tác phẩm ảnh, bộ ảnh dự thi được gửi tới từ 430 tác giả trong và ngoài nước là con số vượt trên cả kỳ vọng của ban tổ chức cuộc thi. Hà Nội trong mắt mọi người là rất bình yên, rất là hòa bình và rất là đẹp, và thể hiện rõ là thủ đô Hà Nội là thành phố vì hòa bình, thủ đô văn hiến và hướng tới là thủ đô sáng tạo. Vượt qua hàng ngàn tác phẩm, Hà Nội nhìn từ trên cao, bộ ảnh mà tác giả Lê Ngọc Huy phải mất tới 2 năm mới hoàn thành đã được trao giải nhất cuộc thi. Trước đây thì Hà Nội không có nhiều nhà cao tầng như bây giờ. Bây giờ Hà Nội bây giờ rất là phát triển chóng mặt. Nên là tôi quyết định là chọn ảnh trên cao là đề tài đô thị để tôi nói lên cái cuộc tôi dự thi cuộc chơi này. Không chỉ có người Hà Nội tự hào về Hà Nội, cảm xúc khi được ghé chân tới thành phố vì hòa bình duy nhất ở châu Á Thái Bình Dương đã khiến nhiều nhiếp ảnh gia nước ngoài thu vào ống kính những khoảnh khắc quý giá về thủ đô nghìn năm văn hiến. Vẻ đẹp của sự bình yên đến từ những góc phố nhỏ, những nghệ nhân trầm mặc vẫn miệt mài giữ nét thâm trầm của văn hóa Hà Thành, hay một Hà Nội hiện đại, văn minh, phát triển với không gian đô thị và các sự kiện sôi động có thể khiến bất cứ ai đến với triển lãm ảnh tự hào Hà Nội thêm yêu thủ đô. Và phần cuối của bản tin như thường lệ là những thông tin dự báo thời tiết. Và bản tin thời sự xin được kết thúc tại đây. Quý vị có thể xem lại các chương trình của VTV4 trên website vtv4.vtv.vn hoặc là kênh YouTube VTV4 Go, ứng dụng di động VTV Go. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.